chợ đi mua mua, bắt đầu nhóm chợ nữa. Rồi mình đang trên đường đi ra ngoài chợ để tìm mua bánh sinh nhật cho con của mình nha cả nhà. Mời cả nhà đi theo chân và coi cái cảnh con đường đi từ ở nhà ra tới chợ nha. Giờ này đang là buổi chiều hoàng hôn, có rất là nhiều xe qua lộ trên cầu là khó nhất luôn. Đang qua lộ để mua bánh đó. Ở ngoài mình thấy có cái quán bán bánh sinh nhật á, thì vô mua nha. Nè, bánh sinh nhật ở quê nó chỉ có một chạy thôi các bạn, không biết đẹp cái nón nó cũng có bán hàng nữa hay là tặng không biết. Bây giờ mình vô mua nè. Rồi không có chủ nhà. Chủ nhà đâu đi vắng. Hốt bánh sinh nhật đi giờ mới được. Bán bánh nha cô ơi. Đi vô tưởng không có chủ, tính là ginh cái bánh như vậy. Lấy con cái bánh dành cho con trai hả cô? Khoảng 3 tuổi thôi. Cô cho con coi loại vừa vừa. Vừa vừa lấy cái này là 270 là con trai. Loại đó, cái đó kem nhiều quá không cô? Không. Còn kia là sô-cô-la. Sô-cô-la, còn cái này là... Thôi cái loại này, lấy loại này con được không? Được, loại này con trai lấy con này 180. Loại này hả? Nhà, nhà không có ai ăn đồ ngọt chứ, chủ yếu là làm bánh sinh nhật được chứ. Dạ, lấy này coi, để canh cho con đi, rồi lấy cái đó cho con. Ngày 1 tháng 12 bữa nay nè. Trai cụ ghi tên mà học thấy nó kỳ kỳ không? Không, không kỳ. Rồi nó nổi lên cái bánh tàu vàng. Anh ơi, buồn hả?
nghiên cứu làm sao mà ai đổi cũng được, mà đổi đẹp nữa. À. Làm ăn mà phải làm cho có xài được. Rồi của con nhiêu tiền vậy? Có 200. Nè cô. Mấy 3 tuổi con. Dạ. Cái nón này cho kỳ danh mì nhục rồi, cảm ơn cưng nha. Rồi rồi mình sẽ ghé tiệm đồ chơi mua đồ chơi cho kỳ danh nè. Biết mua đồ chơi gì đây? Mua gì vậy? Mua xe, anh có xe cho nít chơi không? Là thế nào? Biển hay là pin hay là nào? Pin đó, pin. Quanh kia hả? Được. Đây hả anh? Ai? Cái này là xe điều khiển rồi. Cái đó xe điều khiển hết. Xe có pin chạy á. Có pin vô chạy phải không? Có pin vô chạy á, chứ xe này nó có 3 tuổi rồi, nó không có gành đâu. À, cái này như vậy là pin chạy hết. Mua xe nào chứ chạy. Con xe số mấy, số 7 hay là số 6 là số 5. Con chơi. Cái này bự. Cái này gì á? Con chơi số 7. Là mấy người lớn chơi đó, mấy số 6, số đó. Số 6, số 6. Mua khủng long cho nó chơi đi. Mua con trai gì? Con trai nít 3 tuổi, con trai. Cái này nó chơi được nữa. Chứ bà gắp thì nó chơi chưa được nữa. Bà Lego gắp từng mấy nó chưa chơi được. Đi đâu thời gian lâu quá mới vậy hả? Dạ. Con đi ở châu Âu. Châu Âu hả? Nước Mỹ dạ, nước Mỹ xa hơn con nhiều. Nước Mỹ đâu đi máy bay 16 18 tiếng gì đó. Đi cũng được 9 năm rồi đó. 9 10 năm. Con đi mấy năm rồi? Con đi gần 9 năm. Dạ. Bây giờ thấy cũng chạy đó, tôi nhìn tôi nhớ lại lại đó. Chị anh đang có trời. Cô ơi, có bán phao đèn con cá không cô? Có. Mua xe cho cây danh rồi. Ảnh chỉ thích mua đồ chơi thôi. Giờ đi qua đây mua cái con xì hơi nè. Chú bán có một loại vậy, sao bán nhiều loại cho người ta dễ mua, dễ chọn. Loại cho chứ cái dễ bán hơn. Chủ người ta chạy ngang, người ta thấy cái người ta thích là ta dễ mua. Nhiều thứ vậy. Để lửa hoài. Rồi mua con này cho kê danh nữa thêm nè. Chơi này cũng mau banh lắm. Đừng có cắn lâu lắm chứ. Năm ba bữa hơi mềm vậy. Con nít nó chơi vậy gì mà nó không cắn. Ở gì sợ nó cắn. Tay ra xem. Rồi mua thêm con này cho cây danh chơi nè. Giờ để đâu bây giờ đây? Rồi đang trên đường về đó các bạn. Mua xong hết rồi, đang trên đường về và chuẩn bị ăn cơm nước xong rồi tới tối lại là mình sẽ khui bánh ra và hát chúc mừng sinh nhật cây danh. Sau đó là sẽ tặng quà cho cây danh ha. Đây cũng là một cái video mà kỷ niệm ngày sinh nhật con trai mình ở tại Việt Nam với bà ngoại, với gia đình bên Việt Nam. Đốt đèn cây.
Đây là cái bánh này cho cây ăn nè, bây giờ giúp mình chạy lên. Đây, số 3. Quý, ông qua phim đi. Mấy đâu bây giờ? Đây đây đi. Rồi, ông qua mê bougie. Voilà. Maintenant, on va devant pour que Yann fasse souffle. Rồi, đang nói chuyện với bà nội nè. Đó, đang nói chuyện với bà nội với quý già và papa. Bây giờ đi thổi bánh với cây anh thôi. Rồi, tắt đi. Rồi. Maintenant, on va chanter. Joyeux anniversaire. Chạy đâu rồi? Joyeux anniversaire. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Yeah. Cái gian xin lắm nè. Mày nói chi chúc. A, D, F, chúc. Alors, maintenant, on va trouver le cadeau à Kéyan. Va chercher le cadeau à Kéyan alors. D'accord? Oui. Beaucoup, beaucoup, maman. Oui, beaucoup de tout, mon amour.
Voilà, maman elle est là. Maintenant, ok, elle est ouverte maintenant. Maman va montrer comment ouvrir. Ở đây thấp quá nên phải cầm vừa cầm điện thoại gì nè. Để mở. Có mau ouvrir. Cho tao mau mở ra đi. Wow. Tắt đi xem. Không biết được mở. Cơm xà, cơm xà, vào uống cơm xà, lông vè, xe lông vè, cơm xà, chia, 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 wow, tu được bao chi, có là, Canary. 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 Can
quê. Vậy là cô sao thuê chị quê là chủ quê là chị quê. Ta đi khu đó chơi phơi. Ta đi William, mama, papa. Papa. Biju, Nana. Video mà hai mẹ con mình nói chuyện với gia đình ở bên chồng gọi qua trong ngày sinh nhật của Phi Danh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Rồi bye bye. Bye bye. Sự cố xảy ra không ai muốn mua cái nó xong rồi không đội lên trong lúc thổi bánh sinh nhật và đang nói chuyện với bà nội nè. Bây giờ phải đổi lại, quay lại cho các bạn xem, nhìn thấy cưng không? Oh, xe Bukiyan, yeah! Sugi, cậu già, Sugi! Sugi mama! Cậu nói gì vậy? Mẹ không hiểu gì luôn á, Kiyan! Chụp hình rồi quay phim chả? Sao cái anh gỡ cái nón, cái anh buông cái tay ra, cái bánh nó xuống dưới chân vậy? Gò gỏi ăn nhịn luôn. Ô bác sĩ chú không phải xe ca xe cơ. Gò cái chân này vậy sao? Ăn sao? Gò làm sao đây? Mẹ bắt nền kia cho anh nha. Con cầm nó chắc. Gớt bánh sinh nhật ngủ ra không? Bánh sinh nhật ngon vậy á. Con nè. Ờ luôn, hộp dưa hết rồi. Trời ơi. Ba trời ơi, làm gớt bánh sinh nhật mà nó sợ. Cứ lên chân mẹ mới sợ nè, mới sợ. Rồi bây giờ sao, không ăn được luôn rồi nè. Cố cuộc là sinh nhật ngày cây của cây danh đã xảy ra sự cố mà. Không biết cây giá y chia là gà tố bộ phèm phụ tố. À bên là sạp bố. Ê xe phình băng cơ phình ý là ông lô về là sạp bố. Ý là xe là mà. Mẹ nó sẽ lơ gà tố y tùm bê xì mô phì. Mẹ nó sẽ bác mong gì, sẽ bác mong gì. Cơ mong phê mẹ nó hả? Come on, come on. Ah, la la. No. Thì gửi ai? Trời kìa, lấy cái trời. Rồi xong cái quay cái bàn chân rồi, đẹp hết sức đẹp.